Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video số 2 chúng ta giao lưu với vườn anh Cao Văn Yên, địa chỉ xã Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đây là một cuốn mà tôi chỉ đăng tải những bóng dáng của những cây si, những tác phẩm si tại vườn anh Cao Văn Yên. Cây si đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy rồi, nó là cây si giáng long. Hai anh đứng đến cho tôi chụp luôn một kiểu ảnh nữa. Hai anh đứng hai bên đi. Sau đó anh giới thiệu xong cây si này anh đào tạo nó lâu chưa, nào chụp nhá. Rồi chụp này, nhìn đây anh Yên đứng dịch ra một tí khỏi cái si nó vào mặt đấy. Rồi chụp đây, đẹp rồi. Tôi đã ngắm cái bóng cây si này từ lúc vào, tôi nhìn thấy nó cây này càng chơi càng đẹp càng quý. Đây tôi nhìn cái bệ này rồi, nó cứ như là cái khóm khoai sọ, đúng không? Khoai môn. Đấy, sau đó cái bệ này anh ken đá rồi, phía trên lên này nó cứ rụt dịt lại này, các bác nhìn này, các cái tay chi nó cứ rụt dịt. Si này si búp đỏ đấy chứ, đẹp mà, đẹp quá nhỉ. Cái này có nhiều tiền không anh? 120 triệu. Vâng, 120 triệu. Và đây là số điện thoại của anh Cao Văn Yên, 0383 897 302. 120 triệu. Và tôi được biết vừa rồi anh Yên cũng vào một vài cái bệ cái tác phẩm si ở trưng bày câu lạc bộ anh em đam mê Vĩnh Tường. Tí tôi sẽ đăng tải hình ảnh lên. Và cây si chơi rất hấp dẫn. Cây này hai người có bê nổi không nhỉ? Không được. Hả? Hai người không được đúng không? Và cây tầm nhỏ. Đấy, bây giờ đến tiếp mấy cây si góc này đi. Tôi sẽ chọn toàn si thôi. Xanh quay gần hết rồi. Đây. Như vậy là hai chậu si này là vừa rồi mua đây đúng không anh? Vâng. Và tôi quay cái chậu bên này trước, đặt trên một cái chậu đá tròn. Xong và thả một cái khay tròn ngâm nước. Si rất nhiều đầu. Và anh em có nói chuyện với tôi là Yên vừa rồi lấy hai cái cây si này là gần 100 triệu. Và tính ra là 40 triệu một bệ. Đấy. Hôm ấy các anh giao lưu và anh Cường anh có điện thì tôi lại đang ở Hải Phòng, không về kịp vào cái ngày khai mạc. Thì 3 hôm sau tôi mới sang được. Đấy là cây thứ nhất. Đây là cây số 2. Đó là hai cây giao lưu trong cùng một buổi. Cũng mạnh đấy, bỏ ra gần 100 triệu đưa hai bệ si này về. Vâng, di chuyển tiếp đến một cái bệ si dáng làng. Ôi rồi, bệ này sau này làm xong cây dưới rêu xanh và rễ nó bệt đá mới lại chuẩn đây này. Đây mới là những cây si sau này mới trực núi mà, mới nhiều ông xin chết đây. Bóng đẹp quá. Mà lùn nha. Si búp hồng. Búp đỏ á? Vâng. Búp đỏ sau thế này. Mới nó xốp nó màu đông nó mới đỏ. À đây à? Lá đẹp lắm, lá đẹp. Lá này lá tròn mà.
vừa mới bứt, mới vừa mới ra. Đây này, tôi thấy có lộc đâu, lộc chỉ hồng ấy chứ. Cái này nó đỏ theo mùa. À. Cái mùa đông nó đỏ, mùa hè nó nhạt. Thằng này là có đóng gấp gì không nhỉ? Không. À, thế thì đẹp quá nhỉ, nguyên bản. Dạ lắm. Để một thời gian nữa bắt đầu rễ nó bệt đi. 3 năm nữa là ngon lành rồi. Thân nó thế này cơ mà. Sau lọc thành bông hết rồi bắt đầu mới chuẩn. Vâng, thế còn khu này còn cây si nào không nhỉ, để di chuyển sang bên kia? Đâu cây sau à, xem nào. Vâng, lúc nãy ở góc vườn này cuốn trước tôi chưa quay đến cây xanh này. Là tôi gửi đến anh em xem luôn. Đây là phía sau nhá, giờ di chuyển sang phía trước. Vì tôi chọn phía sau trước là nó không bị bóng nắng ngược. Đây là mặt trước này. Và còn bên này là bị tác phẩm ruối. Cái ruối bây giờ quay hướng này ngược sáng mất. Đúng mặt phải là nhưng ngược sáng. Chói. Cái ruối đẹp mà. Nhưng mà anh để chỗ này khuất quá. Ôi trời ơi, cái ruối này của anh bây giờ tôi mình ngắm kỹ cái bệ nó rất tuyệt vời luôn này. Mà này, tay của nó to. Bệ ruối này hiếm lắm. Ừ. Bệ ruối như bệ xanh. Đúng rồi. Bệ mới nhìn tinh không tinh tưởng là bệ xanh này. Đúng rồi, mà tay của nó to. Tay nó to, nó già tay. Ruối người ta hay tìm những cái cây mà nó có cái cốt tay nó to và nó già cùng với thân. Vâng, được quá, cây ruối có cái tay bay. Ôi giời ơi, lão này phải cẩu răng kia đi để cùng mấy cái xanh um tùm này làm gì. Cái ruối bao tiền mà để này. Ờ. Nha, Tiên ơi. Nhấc nó ra đằng chỗ cổng ra vào kia. Mẹ cây này tay kính chào quý khách này. Giấu mấy cái đẹp ông giấu tất rồi. Không phải giấu mà người ta bảo xấu xa thì đậy đi rồi. Đẹp phải phô ra chị. Rồi ơi, anh để tít trong này, lúc nãy tôi không nhìn, tôi không tới. Thôi bây giờ chuyển đến kia để xem tiếp mấy cái cây si còn lại đi. Vâng, lúc nãy là cây ruối to mà tôi ý kiến là anh sẽ phải chuyển ra ngoài chứ ai để giúp ở trong góc. Thế còn đây là cây ruối nhỏ này. Cây này tầm một người bê cũng đầm tay cũng. Đấy. Cây nhỏ nhỏ thì đây, cây này tầm bao nhiêu hả anh Yến ơi? À, cây này còn chơi. Phong chanh. Và cũng nói về ruối này, cây này cũng uốn lượn, cũng nhịp tay rơi này. Cây già lắm, nói thế thôi nhưng già lắm đấy. Trắng hết thân rồi này. Lá nhỏ. Cây tử nó uốn lắc lượn giống hết cây chính nhỉ. Đây chúng ta đến tiếp với bệ si này nữa. Chỗ này có 3-4 bệ si tôi đang tải luôn.
À thằng này trước nó đã bị lột bị cháy một đoạn trên nhỉ. Vâng. Và đây là một cái cây si mà ôm cái bức tường. Hoàn toàn là bám vào bức tường xong đi lên. Đấy. Cho viên đá vào thì đẹp quá, viên đá lũa. Xong mình hướng những cái rễ này nó xuyên qua lỗ của những viên đá. À, xong đặt viên đá trong cái bể nước. Cũng ở cái hướng này thôi. Cái viên đá mỏng. Nhưng mà nhiều lỗ xuyên qua. Gạch này cũng là gạch lỗ đấy nhưng mà nó còn phải một cái thời gian lâu. Xong nó gạch nó lên rêu nữa thì đúng là hoài cổ nha. Hoài cổ. Và cây si này. À, cây này thì ở cái cuốn số 1 tôi đăng tải rồi. Nhưng mà nó là xếp vào dòng cây si thì tôi đưa luôn vào cuốn này. Si cốt rất đẹp. Mới thoạt nhìn xa cứ tưởng cây xanh. Mới nhìn xa ai cũng biết là si đâu. Như là xanh nhỉ, yên nhỉ. Đúng không? Răm đẹp rồi. Cây này có giao lưu khoảng bao nhiêu anh? Cây chưa. Chưa, còn đang làm tiếp. Cây này càng chơi càng lên tiền. Vì cái bệ nó nạc quá đẹp rồi. Trồng từ bé. Mà tôi đứng ở xa đằng kia tôi nhìn tôi cứ đoán là cây xanh ấy. Mua về từ 2007 đấy. 2007. Như vậy là 7 năm, à 17 năm chứ. 17 năm rồi. Trong vườn của anh rồi. Thế mà vẫn chưa xong cây nha. Chưa. Đấy. Đấy tại sao tôi nói vì vẫn còn dây và vẫn còn đỉnh rồi phía bên này vẫn cần đói này. 3 năm nữa mới xong. Ừ. Tức là phải 20 năm. 17 năm rồi mà. Đấy. Làm 20 năm vẫn chưa mới xong được cây si. Đây là rừng ruối này. Chuyên đá thấm thủy đúng không? Nhìn người đứa con gái 2-30 năm nó mới lấy chồng mới đi. Ờ. Thế bây giờ anh đẻ một đứa cháu gái nhá thì 20 năm mới xong cây si đúng không? Thì đến tuổi con gái anh tuổi gọi là nhà trai người ta rước đi đúng không? Thế thì lúc đấy khác gì đâu. Anh chăm một cây si cũng như là một đứa con gái. Đến lúc nó đủ duyên đủ lứa là nó gả chồng. Và bệ ruối. Ôi dồi, nhìn cái cây sung của anh Yên này, nếu mà xa xa cả bóng từ đầu chậu nọ đến đầu chậu kia nó như là con tàu Kino này, tàu ngầm này. Đấy, giống cái tàu ngầm Kino của Nga. Trụ ở giữa đây này. Có quả chưa hả anh? Có rồi. Tìm cái phôi sung to thế. Ôi dồi, chỗ này không còn đất nữa để cho nó ra rễ đấy. Cái bể này hơi hẹp. Đây, những cái cũ quá chứ, chắc có 10 cành. Rồi. Thôi cái này cứ nuôi mãi đi cho nó to tay. Xong nó đeo quả kín là đẹp. Nhưng mà có không gian đặt đất nuôi nhanh. Ừ. Đúng là phải cho đất thật. Cho đất quây gạch. Xong là nhấc lên. Không có không gian. Vườn nhà anh cũng kín mít được còn đâu nữa. Đây này, anh đang thiết kế một cặp xanh song thụ từ hai cây xanh tầng này. Đúng không? Hai cây tán tầng được đặt cạnh nhau để thành đôi đũa thuần này.
đôi đũa thần của Cường họa sĩ đây. Rồi, cây này bao giờ làm xong thì lên sóng. Cây này mới bắt đầu anh đang xây dựng cái ý tưởng là đuôi đũa thần. Hai cây xanh tầng. Rồi, thế là xong rồi đấy nhỉ. Chia tay với vườn anh Cao Văn Yên. Địa chỉ là xã Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Số điện thoại 0383 897 302. Và Đỗ Sinh xin dừng hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.